Dạ vâng, chào mừng các bác đến với kênh bán hàng của em. Em yêu ô tô chuyên mua bán cũ toàn quốc. Thì mới nhất cho ngày hôm nay, em phải tiếp tục lấy về một mẫu xe nữa các nhá. Một mẫu xe phải nói là đời rất là cao nhá, đời rất là cao. Và giá em bán cũng rất là hợp lý thôi các nhá. Vậy sau đây em mời bác của em xem tổ thay trên này. Dạ vâng, một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản các nhá. Đó, đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đây là mẫu xe Nissan Grand Livina các nhá. Con xe này phủ màu sơn vàng cát. Tất cả được trang bị la răng đúc các nhá. Tất cả được trang bị la răng đúc và gương kính chỉnh điện. Túi khí, phanh ABS đầy đủ hết các nhá. Chốt cửa tự động. Đầy đủ hết, một mẫu xe 7 chỗ ngồi. Đến từ thương hiệu của Nhật Bản các nhá. Con xe này đời 2011 và đăng ký lần đầu năm 2012 các nhá. Đó. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2021 các nhá. Một mẫu xe cái dòng này thì nó rất là bền bỉ các nhá. Đó, rất là bền bỉ luôn. Đăng kiểm các nhá. Đây ạ. Đăng kiểm đến tháng 7 2021 các nhá. Đặc biệt một cái hay nữa các nhá. Đó. Cái dòng này rất tiết kiệm nhiên liệu, tại vì sao? Động cơ 1.8 thôi các nhá. Động cơ 1.8 thôi. Đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó là vô cùng hợp lý với cái dòng xe 7 chỗ này các nhá. Đó. Dòng xe 7 chỗ mà động cơ 1.8 thì phải nói là rất là tiết kiệm nhiên liệu các nhá. Đó, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản đó nhá. Nói chung là đồ đạc phụ tùng của dòng này rất là bền bỉ luôn nhá. Đó, một mẫu xe rất là bền bỉ về đồ đạc luôn. Đó. Bền bỉ kiểu như Toyota luôn nhá. Đó, 7 chỗ ngồi. Đời 2011 và đăng ký năm 2012. Và con này được trang bị đầy đủ hết những chức năng an toàn đó nhá. Em xin lại nhá, được trang bị la răng đúc này, đầy đủ hết này. Gương kính chỉnh điện này. Túi khí này, phanh ABS đầy đủ hết các nhá. 7 chỗ ngồi. Đời 2011 và đăng ký năm 2012. Và con xe này em bán được giá là vô cùng hợp lý thôi nhá. Chỉ có 232 triệu thôi nhá. 232 triệu cho mẫu xe đời rất là cao này nhá. Đời rất là cao luôn. Vậy sau đây em mời bác em xem phần nội thất của chiếc xe nhá. Đây nội thất đây, các bác nhìn đây, nội thất rất là đẹp này. Đó. Thất khá đẹp luôn các nhá. Tất cả đây chủ xe dán cả cái chống xước luôn các nhá. Nó rất là cẩn thận luôn. Đây để em tắt cái đèn cái. Đây các xem. Chủ xe đây. Chủ xe dán cả những cái vần chống xước này, nó rất là cẩn thận luôn nhá. Tắp tắp lô đây, nhìn này, tắp đi đây, không nhìn này, rất là mới này. 232 triệu các nhá, giá rất là hợp lý luôn các nhá. Được trang bị hai túi khí đầy đủ hết các nhá. Tắp lô đây, không nhìn này, tắp lô đây. Khá là sạch đẹp này, không nhìn này. Từ phần nhựa rất là đẹp này. Trần đây, chủ xe độ lên là hẳn một cái trần 5D cơ nhá, 3D cơ nhá. Một cái trần đây có nhìn đấy. Trần rất đẹp này. Quấy có nhìn cái trần này, những cái mũi rất là đẹp này. Nội thất cũng rất là đẹp luôn rồi nhá. Dạ vâng, em là một ô tô chuyên bán cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để có thể xem những mẫu xe mới nhất ở bên em thường xuyên cập nhật nhé. Chỉ có 232 triệu thôi nhé. Vậy các bác nào ở xa có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 để cọc mẫu xe nhé. Từ phần táp ly đấy ạ, các bác nhìn ạ, rất đẹp nhá, vài phần nhựa này, các bác nhìn ạ. Đó, toàn bộ là dán chống xước hết rồi nhá, dán chống xước hết rồi. Đó, chủ xe rất là cẩn thận nên là mình dán vào. Đó.
lúc nào mình bóc ra rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây là hàng ghế thứ ba các bác nhé, đó, ghế rất là sạch sẽ các bác nhé, rất là sạch sẽ này các bác này. Thế cái dòng xe này thì nó cũng bền bỉ như Innova thôi các bác nhé, đó, nó cũng bền bỉ như Innova thôi. Tại sao là cũng là thương hiệu của Nhật Bản các bác nhé. Và một cái nữa các bác nhé, con này là 6 số tới nhá, 6 số tới. Đó, 6 số tới và một số lùi nó hộp 7 cấp luôn. Hộp số 7 cấp luôn các bác nhá. Đó. Rất là hay đúng không ạ? Đây em lấy chìa khóa em chỉnh cho bác cái dương điện bên kia nhá. Dạ vâng, chỉ có 232 triệu thôi các bác nhá. Đó, đây ạ. Thì em lổ máy luôn cho bác này. 232 triệu. Các bác đã xỉu ngay một xe này rồi. Đó nhá, đây ạ, phần gương đây các nhá. Gương điện này các bác nhìn này. Vào này. Ra này. Rất là tận ích luôn các nhá. Xuống này. Đầy đủ hết này. 232 triệu các bác đã sở hữu ngay mẫu xe này rồi. Đây là thương hiệu của Nhật Bản các nhá. Đây ạ. Đầy đủ hết các nhá. 6 số tiến và 1 số lùi nhá. Đó. Mời các bác của em xem phần khóa máy động cơ nhé. Máy móc lổ rất là êm luôn nhé. Đây ạ, à, em đang để điện thoại trên đỉnh máy capo này. Đó, các bác nghe nào, rất là êm này. Cực êm luôn rồi nhé. Sau đây em sẽ mở capo cho bác nghe từ máy động cơ nhé. Máy lổ êm du luôn. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật thì máy của nó rất là lổ, rất là êm rồi. Đó nhé. Đây ạ, à, các bác nghe tiếng máy này. Tiếng máy lổ rất là êm luôn rồi nhé. Nói chung là máy móc lổ êm rồi nhá, máy lổ rất là êm luôn. Đó. Dạ vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm video của em nhá. Đó. Hẹn gặp lại bác video lần sau. Thân ái chào tất cả các bác.